Đài phát thanh Nhật Bản NHK vừa đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu. Ông Abe bị bắn vào ngực khi đang đọc bài phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Theo NHK, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 Tờ NHK cho biết một âm thanh giống như một tiếng súng đã được phát ra vào thời điểm trên. Hiện một nam nghi phạm đã bị giam giữ. Được biết, ông Abe lần đầu tiên trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006 và từ trước một năm sau đó, viện dẫn lý do sức khỏe Ông Abe là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến thứ hai và là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến thứ hai. Ông quay lại làm thủ tướng Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 26 tháng 12 năm 2012, lập kỷ lục với số ngày tại vị liên tiếp lâu nhất trong lịch sử nước này, cụ thể là 2.799 ngày liên tiếp tính tới hôm 24 tháng 8 năm 2020. Trước đó, ông đã lập kỷ lục là người có tổng thời gian làm thủ tướng lâu nhất Nhật Bản. Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020, ông Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức tại một buổi họp báo do chứng viêm loét đại tràng kinh niên.